Hai, chào tất mọi người. Thì có một câu hỏi của một người cô bạn hỏi mình, thật sự mình nói mình cũng chả biết trả lời sao luôn. Nó nói nếu mà thường hú cho bò con thì một ngày nó đi phân khoảng bao nhiêu. Thì đây, thì ngày hôm qua là mình đã khai lồng khai hết rồi, bây giờ mình quay cho mọi người xem đó, một ngày là nó ị bao nhiêu đây nha mọi người. Từ trưa hôm qua cho đến trưa hôm nay là một ngày nó đi bao nhiêu đây phân nè. Chứ còn mồm đi mà đếm từng cục phân của nó bao nhiêu thì thật sự mà nói là mình không thể nào đếm được nha mọi người. Khi mình đếm thì mình bỏ tay rồi, mình chỉ có đó. Thì hôm qua mình thay hết giấy tờ, thay hết giấy trong đó đó của nó, thì là nó đi được bao nhiêu đi phân. Này là hú con nha mọi người, hú con nó đi một ngày á. Còn anh em hỏi, tại vì anh em hỏi hú con nên mình quay hú con, chứ còn hú bổi hay là hú thuần thì mình nó cũng đi cũng tầm nhiêu đây thôi mọi người, một ngày nó sẽ đi bao nhiêu đó. Thì cho nên là ngày nào anh em không khai thì nó sẽ càng ngày càng ngủ mới thôi. Đó, cho nên là mỗi ngày thì nó sẽ đi phân như thế này. Còn anh em hỏi mình cám mà dạng cám mà cho ăn nó căng á, thật sự cám thì cám nhà mình làm tất nhiên nó sẽ ngon bổ dưỡng hơn là cám là mua rồi mọi người. Còn không, anh em mua cám của những anh em nào mà làm để mà nuôi giúp chim dưỡng chim căng á, thì anh em mua quen rồi thì sẽ thấy khác liền, thì chơi nó sẽ khác. Còn cám ví dụ cám nhà làm thì sẽ khác, thì thành phần thì tất nhiên là cám ở nhà họ làm rồi. Thì cho chim ăn thì tất nhiên là sẽ không bao giờ có những cái hóa chất độc hại rồi mọi người, cũng chả có gì cái gọi là kích lửa hay gì đó hết. Đây giống như mình nhà mình làm thôi, cám mình đây, cám này là mình làm để mình bán nè mọi người, thì mình bán với giá là 250.000 một ký cám này. Đây cám này thì trong này thì thành phần thì do mình làm thôi mọi người, còn viên cám thì dành riêng cho Phú Họa Mi, thì ăn khô tùy tỷ lệ anh em trọng thôi. Cám này thì dùng để cho chim ăn điều lửa giữ lửa, mà đặc biệt cám này của mình á thì anh em phải trộn là 50 phần 50, nửa ký này là anh em phải trộn thêm nửa ký bao bì nữa. Ăn như vậy thì để cho đều con chim và con chim của mình nó sẽ không bị sốc. Còn anh em muốn căng lửa nhanh thì dùng trực tiếp 100% cám này cũng không sao hết, tại vì cám này trong này thì mình bỏ cũng khá là nhiều thứ mọi người, nên là không, đặc biệt là không có thuốc gọi là cái kỳ tử nha, kỳ tử hay là mấy thuốc nam thuốc bắc gì không có nha, chỉ toàn bộ là thuốc tây mình thôi, vitamin C với lại một ít khoáng thôi mọi người. Thì mình cho ăn mấy cái đó cho thêm tẩm vào để cho con chim của mình á, khi mà đi phân á mọi người nó sẽ không bị lỏng như cái những cái phân khác. Đây là mọi người thấy không, chim con mình đi phân nó không hề có nước ha. Đây nó đi phân bóng viên cục như thế này nè, mọi người thấy viên cám nè. Đây là mình trộn 50-50 mọi người thấy không, vừa có cám đó và cả cái chế cám bao bì. Thì mọi người nhìn viên cám bao bì mọi người sẽ biết là màu nó sẽ khác lại cám nhà mình làm. Thì cũng có thể là anh em cho ăn cám gà cũng được không sao. Cám gà thì anh em cho ăn những con nào dù mà đang sóc cám mà nó dạng nó đi phân lỏng á mọi người, thì anh em cứ cho ăn cám gà. Còn mà ví dụ mà chim nó đã thậm chí thực sự mà nó có nhiều anh em bán hú cho bò mà mấy anh em ở ngoài Bắc họ mua, và không, nhiều lúc màu nhìn còn xấu hơn con chim con của mình đó mọi người. Thật sự là con chim con là cái màu nó gọi là nó màu nó không có đỏ và nó là xấu nhất trong cái dòng chim rồi á. Mà có nhiều anh em họ đi mua những con hú da bò anh em chụp bằng app nó sẽ khác liền mọi người, hoặc đặc biệt là cái điện thoại Apple, cái Apple hoặc là cái Apple, cái iPhone cũng vậy đó mọi người, chỉ cần chỉnh sơ lên thôi là nó khá là màu bắt mắt mọi người đó. Mọi người thấy viên phân nó mới vừa ị ra đó nè, mình mới vừa khai nó ị ra nè. Đây mình lấy nét ra cho mọi người xem đó, thấy không, nó đâu có ướt đâu, chuyển qua ướt là do nó ị nó đi nhiều quá thôi, là nó sẽ khấm giấy rồi mọi người, tất nhiên là sẽ khấm hết tất cả các nước ở trong cái viên phân của nó lại, thì nó sẽ khấm ở bên ngoài khá là, nếu mà đi nhiều thì khấm khấm nhiều. Còn ví dụ đi mấy công viên là mọi người thấy không, nó khấm đâu có bao nhiêu đâu nè. Đó
quay sát nó cho mọi người xem, thấy không? Chứ để anh em nói là mình nói chung là mình có sao mình nói vậy không mọi người, mình không có khiêm của bớt hết. Đây mọi người thấy không, lông của nó mình quay sát đó, mọi người thấy không, nó đỏ chứ không phải là nó như những cái những anh em khác là dùng điện thoại và quay đó. Mọi người nhìn cái bảng chữ dưới đó mọi người cũng hiểu là không có chỉnh màu không gì hết, không mọi người. Thậm chí cả con dế nè, nếu mà sự mà chỉnh màu thì nhìn cái viên khoăn của con dế nó sẽ sáng bóng lên khác liền mọi người, chứ nó không có tối như thế này đó. Đây thì chẳng qua là điện thoại mình nó quá cù bắp thôi, cho nên là mình quay nó hơi thật xíu, còn điện thoại mà xài sang quá thì dùng app chỉnh được. nó chỉ có thế thôi mọi người, chứ không có gì hết đó mọi người, thấy không? Mặc dù nhiều lúc thì mình nói cũng hơi đụng chạm, nhưng mà thật sự là nó là như vậy rồi mọi người. Thì anh em mà không tin thì anh em cứ thử xem và anh em xài anh em sẽ biết thôi. Nói chung là bữa nay mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Thì còn cái mà thật sự mà nói là chắc để những còn cái khác thì chắc để mình làm sao ha, do là mình cũng sẽ hướng dẫn anh em là cách nói chung là một số tiêu chiêu và thủ thuật khi mà ghép chim sinh sản mọi người. Thì anh em đón chờ những video sau ha, thì nói chung là mình sẽ làm. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây ha. Thì nếu mà có đụng chạm tới ai á, thì mong mọi người bỏ qua cho mình và thông cảm cho mình ha. Thì chủ yếu thì mình chỉ nói và chia sẻ với lại anh em thôi. Còn thật sự mà nói anh em nào mà thương mến mình thì mình thật sự mình rất cảm ơn mọi người luôn luôn ủng hộ kênh mình và luôn luôn ủng hộ mình. Thật sự mà nói là mình khá là vui khi được rất nhiều người ủng hộ và tin tưởng mình, và thậm chí là đặt niềm tin cho mình, thậm chí là chưa gì hết là cũng đều chuyển khoản cho mình trước, và chim thì chưa có mà anh em dám chuyển khoản để mình có thể tiễn những chú chim. Thì thật sự mình nói mình rất là quý tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người. Và mình sẽ cố gắng thì sẽ sưu tầm và nói chung là sẽ có những cái video mới và hay hơn để giúp cho mọi người nuôi được những chú chim tốt hơn, và có thể là ghép được chim sinh sản, họ nói chung là sinh sản được 100% chứ không có phải là mua về rồi và vẫn lại không sinh sản được, thì nó cũng khá là buồn mọi người. Để lúc đó thì biết bao nhiêu công sức và tiền của bỏ ra mà lại chim nó lại không đẻ thì nó khá là buồn ha. Thì thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho một like và đăng ký nha. Đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất tụi mình ha mọi người. Còn cái việc mà chia sẻ thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chia sẻ những video sau ha. Thì mình nói chung là để mình sắp xếp và mình sẽ quay, mình chọn một cái chuồng khú. Mình sẽ quay và mình hướng dẫn anh em cho thật sự nó là thật là cụ thể là một lần nữa, để anh em không có khỏi khắc mắc. Và mình sẽ cái video này mình sẽ vận dụng cho tất cả ba miền luôn mọi người, Bắc Trung Nam đều có thể là ghép được. Thì do là mỗi con là mỗi tính nết nó mỗi khác nhau luôn mọi người, cho nên là mình sẽ phân ra từng cái mình sẽ hướng dẫn ha. Giờ thì mình nói chung không phải là hướng dẫn, là mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đã từng làm thôi. Còn cái việc mà vận dụng thì tùy mỗi người đó mọi người, thì mỗi người sẽ có một ý mà.